Ecomax xin chào anh chị. Ecomax xin giới thiệu tới chị sản phẩm đồ chơi không dầu đến từ thương hiệu Hakunku. Cái mã sản phẩm AFH180CF. Bây giờ em sẽ trực tiếp mở sản phẩm để xem bên trong sản phẩm sẽ như thế nào nhé. Sản phẩm đồ chơi không dầu Hakunku có dung tích từ 18 lít, dung tích lớn. Sản phẩm sẽ được đi kèm là một sách hướng dẫn sử dụng cùng với một khay để làm bằng inox. Một khay là nồi nước phủ sơn tịnh. Và chiếc nồi sẽ được bảo quản là một lớp xốp bên trên, cùng với đó là lớp ni lông xung quanh. Bên dưới cũng sẽ được phủ một lớp xốp như thế này để bảo vệ trong quá trình vận chuyển. Sản phẩm của Hakunku sẽ có nút là nút cơ với 3 nút để các chị điều chỉnh nút thời gian, nhiệt độ và chức năng nấu. Phần mặt sẽ có phần mặt để mình quan sát được trong quá trình nấu ăn. Và vỏ là vỏ thép. Và phần vỏ là vỏ thép phủ sơn tinh điện. Sẽ có bên trong thì sẽ có những phụ kiện đi kèm. Đây phần hai, đây phần hai thanh dưới. Đây là hai thanh nhiệt. Và ở bên dưới sẽ có một khay dầu mỡ. Sản phẩm sẽ có những phụ kiện đi kèm bao gồm một que để xiên cùng với phần khay để chỉ, phần khay là bằng inox có thể để nướng thịt nướng cá. Với đó là một giỏ xoay. Đây là một phần cố định, nồi cố định. Để đặt mua sản phẩm hoặc có thêm thông tin gì, anh chị liên hệ hotline bên trên để được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn.